Đây là chiếc lọc Lotte LG 7500. Thì chiếc lọc này là một chiếc lọc đèn nước 100% nha quý vị, hoàn toàn đèn nước 100% và chỉnh bằng nút cơ. Ví dụ như quý vị muốn chỉnh cần 16 thì bấm vào đây, nó sẽ chớp chớp đây ha, và bấm lên nè, bấm xuống. À, căn bản là như vậy nha quý vị, căn bản là như vậy nha. Thì đèn nước rất là đẹp và chất âm nó cũng rất là hay luôn quý vị. Thì với cái thiết kế rất là đẹp mắt, rất là bắt mắt quý vị, đẹp xuất sắc luôn. Có hai má gỗ hai bên, có hai chỉ vàng giống như những con Amly xanh xui đề cát đề đỏ quý vị. Sơn bóng piano cực kỳ đẹp luôn quý vị. Phía sau thì khỏi nói đi. Lotte. Chiếc này thì sử dụng một điện 100V và 220V. Cực kỳ đẹp nha quý vị. Giá rất là hữu nghị, rất là phải chăng. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp nha. Đây quý vị, phía dưới nè. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn. Này nó có nhớ luôn nha quý vị, mấy chế độ của nó nè. Đó, nó có nhiều chế độ luôn ha quý vị. Quý vị có thể thay đổi nhớ vào đây và 1, 2, 3, 4 chế độ. Rất là hay. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Có volume luôn nha quý vị, có volume luôn nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.